Nói về cái ngốc á thì đầy rẫy, giống như nhà của ông Phú Hộ ở làng bên. Bao nhiêu năm nay bị con rết tinh nhỏ có nước giải độc vào trong cái giếng, vậy mà cả nhà không ai hay biết. Cả nhà ai cũng bị trúng độc hết, đặc biệt là của con gái nặng nhất, Năm Liệt Dương, đã mấy năm nay rồi. Vậy mà cả nhà không ai biết, để bắt con rết ở dưới tảng đá để mà giết nó đi. Ủa mà anh hai, lỡ mình giết con rết đó rồi thì cả nhà đó có khỏe lại không? Dễ ợt. Thì đi lấy cái nước suối tiên chỗ thằng ba nó chỉ nè, uống vô cái là hết liền. Ừ, đúng rồi ha. Sao họ nói chuyện hai người bạn giống như chuyện của mình vậy ta? Như chẳng lẽ anh Khôn lại là người phóng hỏa giết mình sao? Không, không đời nào đâu. Anh ấy không thể nào là người như vậy được. Mình không tin. Mm-hmm.